Anh Chí xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu phố Mỹ Hưng. Hiện nay thì em sẽ chia sẻ một số tình hình về khu vực phố Mỹ Hưng này cho bà con mình cập nhật thêm về những bà con căn hộ bên đây, việc mua bán bên đây như thế nào. Sáng thì 9:30 em cũng xin chúc cô chú anh chị mình thật sự sức khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Hiện nay một số tình hình ở bên khu vực phố Mỹ Hưng này bên ngoài kinh doanh như thế này anh chị. Đây là mặt ngoài của đường Nguyễn Văn Linh. Bà con mình cũng vẫn thấy là một số tình hình về các căn hộ đây, mua bán ở dưới tầng trệt khu shop house, về mặt hàng của sản phẩm là ngoại nhập. Đa số thì thương hiệu bên đây thì Hàn Quốc rất là nhiều anh chị. Hàn Quốc và bên Nhật Bản, đa số là bán sâm Hàn Quốc rất là nhiều bên đây. Một số tình hình cũng đã cho thuê về mấy cái các shop house như thế này. Cũng chưa thấy gọi là khởi sắc mà để đầu tư vào thuê trong thời điểm hiện nay năm 2024 đầu năm này. Đây bà con cũng vẫn thấy một số tình hình bên đây cũng đang đóng cửa than cài, chưa có khởi sắc gì để thuê bên khu bên ngoài đường Nguyễn Văn Linh. Em sẽ di chuyển vào trong bên khu Nguyễn Cao, trong khu phố Mỹ Hưng này để cập nhật một số tình hình này cho bà con mình tìm hiểu thêm về khu vực này, các bà con khu nhà giàu sống như thế nào và kinh doanh như thế nào. Vậy đây rất là nhiều chung cư anh chị. Bên ngoài thì chung cư rất là cao nữa. Một số quán cà phê bên đây cũng rất là đông. Đa số thì chung cư xuống uống buổi sáng rất là nhiều vào những thời điểm 9:00 mấy này. Bà con mình vẫn thấy ha, rất là đông luôn. Rất là nhiều thuộc bên đây kinh doanh những căn hộ cho thuê lại vẫn có, và những cái mua bán thực phẩm thức ăn các nhà hàng cũng vẫn có anh chị. Cả nhà mình cũng vẫn thấy bên khu này thì rất là sang trọng. Về những quán cà phê mà buôn bán những mặt bằng căn gốc ở dưới những cái tầng mà dạng như là trường chung cư anh chị, rất là buôn bán rất là được. Vì ở trên đa số phần chung cư ở trên xuống uống cà phê vào buổi sáng và buổi tối rất là đông. Nhưng mà muốn trụ lại mà muốn kiếm một cái mặt bằng như vậy thì cũng hơi bị khó. Tại vì mỗi mặt bằng kinh doanh có thể là bên chủ nhà ở các căn hộ chung cư tự mở anh chị, không có cho thuê. Tại vì đó cũng là điểm một kinh doanh. Bên đây có nhiều cái lằn giảm tốc á, nó hơi bị sốc anh chị. Thì thấy là khi em chạy đến cái lằn giảm tốc thì nó hơi bị sốc lên rất nhẹ. Về khu vực bên đây trường học cũng vẫn có nè. Rồi những tiện lợi rất là nhiều. Rồi siêu thị trường học. Rồi những nhà khoa cũng vẫn có anh chị nha. Con sống trên khu vực này rất là gọi là sang trọng, giàu có mới về ống lượng anh chị. Bên đây đa số là ca sĩ nè, rồi những diễn viên và những người nước ngoài về đây sống rất là nhiều. Hiện nay thì đang có một mặt bằng gốc như thế này đang cho thuê nè anh chị. Lâm Viên phố đây, hiện nay thì sang luôn anh chị, sang một cái quán như thế này luôn. Đây là để sang quán anh chị anh chị á, trần sang quán. Trong một cái quán như vậy thì cũng gọi là cái quán nhà hàng anh chị ha, về các quán bia nè. Hiện nay thì mấy cái vụ mà quán bia, quán ăn, quán nhậu năm nay rất gọi là mệt mỏi anh chị. Cả nhà mình cũng vẫn thấy là thổi đồng nô cồn rất là nhiều. Bởi vậy mấy quán bia, quán nhậu năm nay thì chết dần chết mòn, nhiều khi bán không được. Những cái gọi là biệt thự nè, anh chị vẫn thấy không? Những đại gia hiện nay thì cũng để là cho thuê là hoặc là bán luôn. Khu phố Mỹ Hưng đại gia bây giờ cũng sắp bắt sang ban về cái vấn đề mà kinh doanh anh chị. Bây giờ nhiều căn nhà tâm huyết và nhiều cái nơi vị trí mà làm ăn bây giờ cũng để là cho thuê rất là nhiều. Thì em cũng sẽ cập nhật một số tình hình về bên khu vực phố Mỹ Hưng này chia sẻ cho bà con mình. Về khu vực này rất là nhiều khu kinh doanh anh chị. Bà con mình cũng vẫn thấy là kinh doanh á trước rất là ổn, và sau những trận đại dịch đó, thì kinh doanh đó sẽ giảm suy xuống rất là nhiều. Cả nhà mình vẫn thấy nhà quán ăn quán uống như thế này bây giờ cũng còn gọi là trầm lặng đi rất là nhiều luôn. Trong đây thì những công ty như là văn phòng mà rất là nhiều luôn, bà con mình về đây làm công ty rất là nhiều, như là Hàn Quốc nè,
bánh mì Hàn Quốc ha. Về những cơ sở này thì bây giờ cũng đã ra đi anh chị. Hiện nay thì kinh doanh mua bán ế quá. Rồi bán và cho thuê luôn. Cả nhà mình vẫn thấy ha. Dán những tấm bảng bán và cho thuê đi. Mọi mặt kinh doanh bên khu Phú Mỹ Hưng này bà con mình cũng vẫn thấy là kinh doanh mua bán bây giờ đã chậm lặng đi rất là nhiều sau những trận đại dịch vừa rồi. Rồi sắp tới thì những kinh tế suy thoái xảy ra thì bà con mình mua bán nó hơi chậm đi, thất thu rất là nhiều, cũng dán nó sự gồng lỗ mà gồng lỗ không chân được, bây giờ cũng gọi là kêu bán luôn. Rồi nhà bên đây cũng cho thuê hoặc là bán luôn anh chị, thì bà con mình vẫn thấy ha. Hiện nay các đại gia bên đây bây giờ cũng đang điêu đứng về các mối quan hệ làm ăn, rồi những công ty, rồi những chi nhánh văn phòng mua bán nhỏ lẻ. Bây giờ cũng gọi là mua bán cũng ế ẩm không được. Giờ để dán bảng cho thuê, rồi những căn nhà tâm huyết bây giờ gồng lỗ không được. Vay nợ ngân hàng chồng chất bây giờ có thể là bán đi những căn nhà tâm huyết một phần nào. Có thể là siết nợ phá sản cũng nhiều tình huống lắm anh chị. Đây anh chị bà con mình vẫn thấy nè, bà con mình đây kinh doanh cũng rất nhiều, dạng như là đầu tư nè. Rồi đa số là bên đây là Hàn Quốc nhiều nè cả nhà. Cả nhà thấy là bên khu này là khu Hàn Quốc rất là nhiều. Đa số hai bên luôn nè anh chị vẫn thấy ha. Về người Hàn Quốc thì về khu vực này kinh doanh đầu tư trong khu Phú Mỹ Hưng này cũng rất gọi là đầy luôn anh chị. Mặt kinh doanh của bà con rất là đông. Khu nhà giàu hiện nay cũng te tua tơ tả luôn anh chị ha. Đây hiện nay thì cũng bán một cho thuê luôn nè anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy ha. Giá những tấm bảng bán một cho thuê trên tuyến đường này thì rất là nhiều người đầu tư vào thuê anh chị và mua. Vì đây thì kinh doanh rất là được lắm. Hồi vài năm trước những mặt bằng này cũng là cho thuê về làm những công ty, làm những cổ phần, rồi bên Hàn Quốc, rồi bên Nhật Bản rất là nhiều luôn. Vì đây mà con mình cũng vẫn thấy đây là Hội giáo nè. Khu này về Hàn Quốc thì người ta trụ về đây rất là nhiều. Các biệt thự và các nhà phố bên đây đa số là kinh doanh văn phòng và mua bán về các nhà hàng và quán thức ăn. Quán cà phê thì nhỏ lẻ thì mở ra thì bà con mình cũng vẫn thấy rồi. Kinh doanh có khúc đông thì có khúc cũng vắng. Về khúc vắng thì là những cái nhà phố bên trong. Nhà phố bên trong thì nó hơi bị chậm đi. Còn những căn nhà phố bên ngoài, những căn góc thì có thể là đông rất là nhiều bà con mình ra ngoài sinh ra sinh sống để kinh doanh mua bán. Đây là cũng có mặt bằng để cho thuê nè anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy ha, xưa cũng là một quán cà phê rất là lớn. Hiện nay thì cũng đang đóng cửa là cho thuê như thế này. Một cái vị trí cũng thể là xô mặt tiền ra đường dài và một cái đường đâm vào cái góc ngã ba anh chị. Xô mặt tiền ra. Có nhiều người thì nói lỗ 1 tỷ, cũng có nhiều người thì nói là những vị trí này thì kinh doanh nhất là được. Tại vì nó gọi là ai cũng thấy được một cái vị trí rất là đẹp anh chị. Đây về bên đây thì bà con mình cũng thấy nè. Cả nhà thấy là họ bán hoặc là cho thuê cái tòa nhà cũng rất là lớn ha, cũng của đại gia về đây kinh doanh anh chị. Bây giờ thì đóng cửa then cài như thế này. Tình hình hiện nay thì có cái chiều hướng cũng hơi là thảm cảnh của khu vực Phú Mỹ Hưng này. Các đại gia bây giờ mua bán nhà thì rất là nhiều và cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, cho thuê các khu kinh doanh. Đây thì cũng bán luôn anh chị, ở nhà vẫn thấy ha. Năm nay thì mới gọi là đầu năm thôi mà em thấy là tình hình xảy ra những cái gọi là bán nhà bên khu nhà giàu này rất là nhiều. Xưa thì vị trí đất đai bên đây vẫn còn rất là nhiều anh chị. Nhiều khi đất người ta chưa cho xây, giờ nó bán qua cho thuê luôn ha. Chưa có gọi là xây dựng thì ra không cần thiết, người ta cho thuê làm mặt bằng, mặt phê này kia đâu. Nhưng mà cũng chưa ai thấy ai mà gọi đậu quà tiền vào để thuê.
cũng như bên đây bán hoặc là cho thuê luôn. Rất là nhiều anh môi giới bất động sản thì cũng đã dán những tấm bảng lớn nhỏ khắp quanh cửa và trên gọi là trên tầng trên, bà con mình vẫn thấy ha. Về khu này mua bán thì bà con mình rất là đông về khu vực này. Đa số thì những món ăn của Hàn Quốc có, rồi những món ăn của người Việt cũng vẫn có. Một thiếu cơm hoặc là những công ty bên đây cũng vẫn có. Về bên khu vực bên đây nó hơi bị gọi là vắng vào những buổi trưa đó anh chị. Sáng thì rất là đông, về còn những quán ăn, quán cà phê. Chiều tối thì quán cà phê cũng vẫn đông, quán ăn cũng vẫn đông. Trưa thì bên đây rất là trầm lặng đi. Đây thì cũng có shop quần áo nữa nè. Về đây bán rất là nhiều ha, những cái cửa hàng tiện lợi và những shop quần áo, và những cái quán ăn thực phẩm như là lẩu nè. Đa số một phần bên đây kinh doanh giờ mở dạng như là những quán ăn máy lạnh thì nhiều. Khu này các đại gia về đây sinh sống thì gọi là kinh doanh rất là nhiều luôn trên tuyến đường này luôn anh chị. Đây cũng giải nhà gốc nè, cũng để là cho thuê là bán luôn. Hai bà con mình vẫn thấy rất là rộng luôn nha. Một vị trí rất là đẹp luôn. Nay thì cũng để là cho thuê hoặc là bán luôn. Đem di chuyển với tiêu trong. Đây, bà con mình vẫn thấy nha. Vì đây những shop quần áo nè, những khu vị trí cũng như là phẩm thức ăn, massage, quán nhậu trong đây thì nói chung cũng đầy dãy anh chị. Đây là cả nhà, chúng ta thấy là bên đây cũng để là bán nhà hoặc cho thuê nhà. Đa số là những mặt bằng rồi những mặt tiền căn gốc á, những vị trí đẹp không anh chị. Cả nhà mình vẫn thấy ha, là vị trí rất là đẹp luôn, căn gốc ven cái công viên nhỏ nè. Nay thì cũng kêu bán. Ở đây cũng mặt bằng để cho thuê. Kinh doanh hiện nay thì bà con cũng đang điều đứng về các kinh doanh. Năm nay bà con cắt giảm rất là nhiều về kinh doanh mua bán, không được làm ăn, nói chung là không có ok như mọi năm trước. Khu nhà giàu, khu phố biệt thự năm nay bán nhà rất là dãy luôn. Bà con cũng đang điêu đứng về vấn đề này. Thì khi đang nợ ngân hàng hay là đang nợ làm gì đó mà bán nhà thì chưa có ai gọi là có tình huống để mua và để thuê anh chị. Thì chưa có khởi sắc gì nhiều trong thời gian quý đầu năm 2024. Vậy bên đây bà con vẫn thấy nè, cũng là bán nhà và cho thuê. Thì ai muốn thuê thì chủ nhà thì chỉ cho thuê, còn ai muốn gọi là mua luôn đó, thì được giá thì người ta sẽ bán. Khu này thì nói chung là người nước ngoài về đây sống rất là nhiều anh chị. Sinh sống bên khu vực này rất là sang trọng, sang chảnh về cái khu vực của Mỹ Hưng này từ xưa đến giờ. Tuyến đường thì đa số là biệt thự và nhà phố bên đây, một số kinh doanh và một số là ở. Cũng
cũng rất nhiều chuỗi cửa hàng bên đây mua bán mà em thấy nó hơi bị vắng anh chị. Hôm nay thì bà con du lịch đó về đây cũng hơi gọi là hơi gian vắng đi so với mọi năm trước. Bà con Việt Kiều rồi nước ngoài về đây nói chung là hơi bị ít hơn so với mọi năm. Thì năm nay thì nói chung là ảnh hưởng toàn cầu về cái mặt làm ăn kinh tế công việc làm luôn, cho nên kiếm tiền cũng hơi bị khó khăn. Nên tình huống mà về đây du lịch ở nước ta thì nó hơi bị gọi là thiếu, nên là thiếu cái tỷ số mà số lượng anh chị để về tham quan thăm du lịch bên đây. Đa số về Việt Nam mình thì tham quan khám phá những khu vui chơi và những khu du lịch thắng cảnh thì nhiều. Cả nhà mình vẫn thấy là đa số bên đây những cái phần bán thức ăn rồi bán quán cà phê rồi công ty rồi những cái khu mà ở, nói chung là rất là nhiều bên đây luôn. Và là những biệt thự anh chị ở rất là an lành bên đây luôn. Bên đây mình ăn gì cũng có hết, cần gì cũng có hết ha. Về khu kinh doanh thì cả nhà mình vẫn thấy rồi, về cái mặt bằng dưới đây nè, ở CCMart bên đây mua bán ở dưới tầng trệt nè, cà phê rồi chút quán ăn nhỏ lẻ rồi rất là nhiều luôn. Nhưng nhiều khi kinh doanh những quán ăn cà phê ở khu nhà giàu á, đa số buôn bán là nhờ những ngày nghỉ anh chị, hoặc là buổi sáng, và nhờ những ngày bà chủ nhật người ta sẽ tụ vào uống cà phê ở dưới tầng trệt là những quán ăn như thế này. Cái cả ngày người ta đi làm hết toàn bộ anh chị. Thường đa số thì người ta ăn ở nhà thì nhiều, ít khi nào mà ra quán. Đây về đây vị trí buôn bán cũng bán hoặc cho thuê luôn. Đây buôn bán thức ăn đây. Về những vị trí như vậy thì kinh doanh em thấy cũng nhiều anh chị. Về kinh doanh bún nè, rồi mì quảng nè, rất là nhiều luôn, là cơm nè. Về cà phê thì cả nhà mình vẫn thấy là cũng còn thưa thớt những quán nhỏ lẻ. Đa số những quán gốc á, thì bán cả đông. Về khu vực Phú Mỹ Hưng này, cả nhà mình vẫn thấy là có tiếng từ xưa đến giờ là khu nhà giàu và khu biệt thự, thì giá càng ngày càng lên anh chị. Cái giá đất, giá nhà phố ở đây càng ngày cũng càng nhảy vọt lên, tại vì cũng là một nơi nếp sống của các đại gia và những người doanh nghiệp, doanh nhân bên đây. Về đây ở rất là nhiều ở khu vực này, như những căn hộ bên đây anh chị cũng thấy là bên đây nhà xếp tới chút xíu nữa mình về quận 8 hoặc là ra đến quận Thị Thập. Căn hộ bên đây ví dụ là 5 tỷ đó chị, rồi căn hộ bên đoạn quận 8 hoặc là bên Thị Thập thì có thể là chỉ có 2 tỷ mấy đến 3 tỷ thôi, bên đây có thể là gấp đôi cái giá trị. Bên ngoài thì bà con kinh doanh cũng khá nhiều về các quán ăn, đa số thì quán ăn Hàn Quốc cũng có, Nhật Bản cũng có là chị hết. Đây là những Nhật Bản đây, rồi cũng có nhiều căn nhà bán hoặc cho thuê trên tuyến đường bên ngoài đây, đoạn Nguyễn Văn Linh nè anh chị. Cũng chưa thấy tình hình khởi sắc mà để kinh doanh năm 2024 này của bà con. Đây về đây cũng hàng loạt là nhà cho thuê, cả nhà mình vẫn thấy nha, hàng loạt nhà cho thuê luôn. Lúc trước thì mọi mặt kinh doanh bên đây vừa mở ra cái cho thuê nào là chưa dán bảng, anh chị làm ăn buôn giới thì có thể là tiện đến và dắt người thuê cần
tầng thuê là người ta thuê, người ta đầu tư rồi. Còn bây giờ thì dán rất là nhiều luôn. Hồi năm 2023 đến nay thì tình hình dán bản nhà cho thuê á cũng không có xa lạ gì bà con mình, từ tuyến đường Sài Gòn cho đến những tuyến đường vùng ven. Tại vì một mặt kinh doanh của bà con mình năm nay cũng gọi là thất thu rất là nhiều. Đây bà con mình vẫn thấy đây, kinh doanh mua bán hàng loạt cũng giải như vậy thì một nửa thì đã cho thuê rồi, còn một nửa thì cũng kinh doanh mà nó bị vắng cho thuê nhà, cho thuê vị trí rồi bán luôn. Nhiều khi người ta cần mua thì quán luôn vậy. Ở nhà mình vẫn thấy ha. Về khu vực này gần siêu thị và cũng gần gọi là trường học, gần cái gì nó khoa, rất tiện lợi bà con luôn. Đây là siêu thị Vivo anh chị ha, rất là lớn, trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh đã dài xuống khu vực này. Đến Phúc Sơn là đường Nguyễn Hữu Thọ, em cũng đã cập nhật một số tình hình về khu vực Phú Mỹ Hưng cho gia đình mình xem và chia sẻ qua những màn hình như thế này. Em cảm ơn cô chú anh chị các bạn mình đã đồng hành cùng em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.